Sau cơn bão số 3, chúng tôi lại tiếp tục trên con đường hành trình vào thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bây giờ xe của chúng tôi đang đi qua năm mẫu. Ở trong số đó có 5 người. Một dạ Tiết Trinh thấu tới trời, linh thiêng dân chúng thờ năm miếu, năm mẫu thành tên sống với đời. Lại còn thuyết nữa sót 5 người trọn vẹn Tiết Trinh sống với đời, sau này dân cũng thờ năm miếu như năm bà mẹ tấm gương đời. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục trên con đường hành trình vào Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm, trước là chùa Lân. Chuyện xưa nghe kể dạ khôn nguôi, năm mẫu vừa qua đã tới nơi, vòng sang tay phải chùa Lân Đồng. Đường lên Yên Tử ngàn trùng xanh, suối long lanh in bóng thi nhân, mây vờn quanh đường tùng mai biếc. Câu Nam Mô em niệm A Di Đà. Đây cầm thực kia chùa Giải Oan, thiền viện Trúc Lâm xưa là chùa Lân, nơi hoa yên có thấp thoáng trong cây tránh bụi đời. Chùa này cũng dựng ở đồi cao, đường lên xếp đá thật thanh tao, song song trước cổng đôi hàng tháp, vài cây thông cổ lá lao sao. Nơi đây tên đất Động Con Rồng, xa xưa các cụ gọi chùa Long, vua đến cho nên nhiều sự tích chùa Lân, tên gọi nhớ nhân tông. Dựa theo truyền thuyết của nhân gian, vừa lúc vua đi nước lũ tràn, trăng dây đôi ngả rồi Lân tới, cho nên là mới gọi là chùa Lân. Và còn tích nữa mà khi mà vua tụng kinh thanh vắng đêm khuya hắc hổ rình, từ xa xuất hiện rồi Lân tới, người biết nhưng mà vẫn nín thinh. Và thực là cao cả đức từ bi mãnh liệt niềm tin chẳng sợ gì. Vua cứ ngồi niệm Phật, thật là trong cả một đêm đó và đến lúc trời gần sáng thì cùng thiêng sơn chúa tự Lân đi. Cho nên sau sự tích khá ly kỳ đó thì miệng thế gian người đời muốn ghi nhớ chùa Lân, tên gọi thay Long Động, chuyện kể như là một sử thi. Và bây giờ chính là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Ngày xưa, vua Trần Nhân Tông đã bỏ lại tất cả ngai vàng, bỏ lại tất cả cung tần mỹ nữ, và ngài đã tìm ra một con đường giác ngộ, đó chính là con đường để giải thoát. Ngài đã đi lên núi Yên Tử để tu hành. Và nhà vua đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Đường lên Yên Tử ngàn trùng xanh, suối long lanh in bóng thi nhân, mây vờn quanh đường tùng mai biếc. Câu Nam Mô em niệm A Di Đà. Đây cầm thực kia chùa Giải Oan, thiền viện Trúc Lâm xưa là chùa Lân, nơi hoa yên hay gọi tên chùa Cả, hai cây đại thụ hiên ngang giữa trời. Rồi một mái lên chùa Bảo Sái, vua Nhân Tông ngài đã ngự nghiêng phải, một mầm trúc mọc lên từ đùi trái, để bây giờ cả rừng trúc trong mây. Lên cổng trời bia Phật hôm nay, sương mờ răng cả vân tiêu phủ kín, tiếng chuông chùa đồng ngân vang vút, ngước nhìn trời lồng lồng thanh thang. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
dài oan, thiên viên trúc lâm xưa là chùa Lần, nơi hoa yên hay gọi tên chùa Cả, hai cây đại thụ hiên ngang giữa trời. Rồi một mái lên chùa Bao Sai, vua Nhân Tông ngài đã ngư nghiêng phải, một mầm trúc mọc lên từ bụi trái, để bây giờ ta dừng trúc trong mây. Lên cổng trời bia Phật hôm nay, sương mờ rằm cả vẫn tiêu phủ kín, tiếng chuông chùa Đồng ngân vang vút, ngước nhìn trời lồng lộng thanh thang. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Xuân gió thì vu tiếng chuông chùa Đồng ngân, em đến tôi lòng không vương vấn, câu Nam mô em niệm A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đường lên yên tư ngàn trùng xanh, suối long lanh in bóng thi nhân, mây vờn quanh đường cùng mai viết, câu Nam mô em niệm A Di Đà. Đây cầm thực kia chùa Dài Oan, điện viện trúc lâm xưa là chùa Lần, nơi hoa yên hay gọi tên chùa Cả, hai cây đại thụ hiên ngang giữa trời. Rồi một mái lên chùa Bao Sai, vua Nhân Tông ngài đã ngư nghiêng phải, một mầm trúc mọc lên từ bụi trái, để bây giờ ta dừng trúc trong mây. Lên cổng trời bia Phật hôm nay, sương mờ rằng cả vẫn tiêu phủ kín, tiếng chuông chùa Đồng ngân vang vút, ngước nhìn trời lồng lộng thanh thang. Xuân gió thì vu tiếng chuông chùa Đồng ngân, em đến tôi lòng không vương vấn, câu Nam mô em niệm A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thank you.
trùng xanh. Suối long lanh in bóng thi nhân, mây vờn quanh đường cùng mai viết câu Nam Mô em niệm A Di Đà. Đây cầm thực kia chùa Đại Oan, điện viện Trúc Lâm xưa là chùa Lần, nơi hoa yên hay gọi tên chùa Cả, hai cây đại thụ hiên ngang giữa trời. Rồi một mái lên chùa Bao Sai, vua Nhân Tông ngài đã ngư nghiêng phải, một mầm trúc mọc lên từ bụi trái, để bây giờ ta dừng trúc trong mây. Lên cổng trời bia Phật hôm nay, sương mờ rằng cả vẫn tiêu phủ kín, tiếng chuông chùa Đồng Ngân vang vút, ngước nhìn trời lồng lộng thanh thang. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa mênh mông núi rừng tiếng yên tử, tiếng chuông chùa Đồng vang vọng mãi. Tiếng chuông chùa Đồng